Ok, và chào các bạn, mình là Linh đây. Hôm nay các bạn sẽ cùng với mình đến một cuộc vũ khí. Ui trời ơi. Đó, ghê đấy. Cao vào mặt nó. Nó chạy đâu rồi? Ủa đúng rồi, đúng thẳng vào mặt rồi các bạn. Cái này là gọi là vũ khí rồi. Các bạn xem siêu nhân Gao không? Cái này là gọi là hào quang cọp trắng. Gao chó. Thực ra cái này mình chả thấy giống cái con hổ, con báo gì đâu. Giống móng chó hơn. Không chết à? Các bạn có thể thấy là cái chém đặc biệt của nó rất là nhanh. Sợ à? Trời ơi, sợ gao chó rồi. Thế nên là sợ gao chó rồi các bạn. Vẫn headshot đấy. Gao chó thể hiện này. Ui, tôi chết rồi. Bên đấy mình tưởng là gao chú rồi chứ. Ô này này. Nhìn có nhận là nó kiểu hình thức nó lạ mắt ý. Tất cả là ô này này. Nào vào đây. Rồi xong. Nhưng mà để mà so sánh với nanh đầu ấy, thì mình thấy nanh đầu nó vẫn nhanh hơn vậy nha. Nanh đầu ấy. Ô thua, thế nên nó giết mình hai mạng đến tù đấy. Cờ khó đấy. Này đủ đấy. Khi nó có cái chém cái kiểu hiệu ứng của nó ấy, hiệu ứng cái vết cào của nó cũng như là nhìn nó đẹp, rất đẹp luôn. Con này kiểu như là con chó hay là con báo đây, gọi là con hổ. Con hổ này nó hơi bị béo các bạn, kiểu nó thừa cân nên các bạn nhìn thấy cái móng nó toàn thịt không. Móng rất là nhiều thịt. À đấy, đấy. Thịt chạy kìa. Qua vào đít nó. Rồi dũng đít luôn. Ủa 5 kill. Nó đã, nói chung là chém nhanh, cứ chém nhanh như này. Chém nhanh thì nó rất là, khi mà cái chém nhanh mà cái uy lực nó rất là mạnh luôn đấy. Qua vào mông nó. Qua. Trời ơi, hay để gao chó thể hiện ra nào. Ôi đâu hết rồi. À ừ, các bạn nhận ra cái map này không? Trước mình đấu danh mình nhớ là có một cái map khá giống này. Chắc là cái bản nâng cấp của nó thôi các bạn. Triple kill. Ôi, nãy đồng nó vẫn nhanh hơn các bạn. Cảm giác nó nhanh hơn một tí đấy. Mình quên mất tên map của map trước rồi. Map này mình chắc bản nâng cấp mới của Trung Quốc rồi. Vãi là này. Mình đuổi nó mà nó quay ngất người lại chứ. Sợ vãi. Nguy hiểm vãi cứ. À, biết là Tom này. Chạy, sao mà đông đây. Hào quang cọp trắng. Ôi, từ đây giờ không được mà nào cả. Hào quang như shit. Đâu. Ui, đâu ấy. Ui, mặt, ui, vừa được một mạng các bạn ạ. Trời ơi, vật vã. Sao team mình nó ghê vậy. Trời ơi, được đấy. Cứ một phát chết các bạn. Yeah. À thanh niên này. Thanh niên này. Qua vào mặt này. Ok, không chết kìa. Ủa phải đấy mình cào trúng mà nó không chết được. Nó bị lãng. À nguy hiểm sao đâu. À thanh niên. Ê. Ê cái thằng kia cũng dùng móng chó kìa. Nhưng mà có tôi là nó không. Nó ngu quá, để thằng kia nó giết. Nói chung mình vẫn pro các bạn ạ. Khả năng là kiểu như tỏa sáng làm sát được như truy linh được. Đây 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 đây. Chạy đâu con trâu. Chạy đâu con sâu. À. Chạy đâu. Chạy đâu. Rồi phải đấy. Rồi 1 kill. Đuổi nhau vất vả quá. 5 kill. Sướng mãi. Bây giờ mình kiểu cảm giác quen tay rồi. Chém rất là phê. Đã xong xong. Vãi thằng nào nó cưa phát là định cưa móng chân của chị ạ. Thằng là lão 7 kill luôn. Cái thằng cưa máy kia nó cứ nhăm nhe mình các bạn. Định cưa mất móng tay của mình ấy. Láo. Phát đấy nó bị lag à? Sao mình cào phát đấy trúng nó không chết nhỉ? Cào vào đi đó. Vãi, tao bị KS được các bạn. Cố lên vẫn giữ top đấy, đấy mà tàu này cố gắng giữ top các bạn. Yeah. Đâu tàu khừa đâu.
đấy cào cho là sứt hết cả mặt mà sứt đầu mẹ chán. Ủa đấy thanh niên này nào nguy hiểm đi sao nào quào vào mặt đấy. thằng ấy nó phải rách mặt với mình bao nhiêu lần đấy. Đây lên nó thanh niên này bị trái tim băng giá rồi. Thế mình như kiểu nó bị cống ấy. 4 kill. Lại chết rồi, thằng này cứ lên là chết rồi. Ui, nó đã rồi bạn ơi. Nào, nhảy lên. Á, à, thầy này, cưa móng chân của chị này, láo. Ra đây, xuống đây. Sợ rồi, bây giờ nó sợ mình rồi, nó thấy mình giết nó nhiều mạng lắm rồi đấy. Xuống đây. Tôi xong bị nó cưa mất móng chân rồi các bạn ơi, tôi xong rồi. Nó cưa cái gì một phát vào đầu các bạn, thế là chết luôn. Chết đâu. Mình vẫn được to các bạn ạ, mày quá. Ok, có khi clip mình sẽ tạm dừng đây nhá. Các bạn xem clip thì nhớ like, share, ủng hộ mình và cho mình cảm nhận về cái mong cho này nha. Nếu hôm nay thì nghỉ test thôi mà được top là ok rồi. Thế là mấy giải này. Yeah, nó đã. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. Ok, trước khi kết thúc clip thì mình chuyển sang một cái chế độ là AI. Mà mình sẽ test thử với cái khả năng mà mình sẽ, nếu các bạn thích ý, bây giờ mình chắc là không biết thế nào, nhưng mà nếu các bạn thích thì mình có thể là làm cái trận cầm cái này và đi vượt ải AI nhá. Rồi mình sẽ thử trước đã, xem khả năng của nó như nào. Chết nó. Ui lag rồi. Ôi cứ một phát chết đấy. Được đấy. Nào chém thường nhá. Ui chém thường, cái khả năng chém thường của nó rất là nhanh. Cực nhanh luôn. Nó đã vãi. Đấy. Chết đau quá sâu. Ui chém thường cứ một phát chết các bạn nhá. Ui thế thì theo mình nghĩ thì cái khả năng mà vượt ải AI bằng cái này cũng không khó đâu bạn. Vãi, thằng nào ăn mất rồi. Ui trên đông này. Linh đến đây. Thằng này. Không chết được lão. Khi cầm DI các bạn, mình bảo ấy, mình khuyên các bạn là nên cầm cái khẩu súng máy đi. Xong rồi các bạn cận chiến thì các bạn được hồi máu ấy, hồi máu của súng máy mà. Ui vãi. Bất tử luôn các bạn ạ. Kiểu mình đang cầm khẩu 5-1 mà. Chết đâu, có chó đây. Ui đùi, đây là hổ đánh nhau với chó các bạn ạ. thần thánh vậy. Ui cái cào nó sướng lắm, như nào. À con chó này, chết đâu. Mất đầu mấy con chó này chạy nhanh đi. Ôi trời ơi đấy. Trời ơi. Vãi sướng chưa. Kì lên kìa. À có cả con nhé bé này. Đây các bạn, cái cộng này, cái đầu tiên là cái cộng con chó này láo nhỉ. Đấy cộng mắc dao và mắc cái máu. Hai cái đấy các bạn cộng đầu tiên nhé. Xông lên. Trời ơi. Ui đã chưa này. Trời ơi các bạn cảm nhận đi. Phê vãi luôn này. Một vả, cứ một vả là chết một con AI. Ôi trời ơi nó đã các bạn, 50 kill rồi. Ui nó top luôn các bạn. Cả vừa vận. Đâu hết ơi. Chết đó. Trời ơi phê vãi các bạn ơi. Ui mấy con to sát này nó hơi nhiều máu nên hơi khó giết. Ôi lag rồi. Ai đuổi bị lag các bạn ạ. Các đợi mình xíu nhá.
Để xem mình chỉnh lại rồi. Rồi ok rồi. Mạng của mình không hiểu đâu, bên tàu này nó thế các bạn. Thỉnh thoảng nó vẫn hay bị nó kiểu mất kết nối của nó máy chủ ấy. Ừ, ok, chúng ta tiếp tục. Woohoo, quẩy lên. Sức mạnh của con chó, yeah. Ok rồi. Sức mạnh con nổ này nó vẫn. Đúng rồi, mấy thanh niên này thấy mình cận chiến cũng cầm dao ra cận chiến như thật ấy. Trời ơi. Nhà không có gì ngoài đạn đâu. Trời ơi, ngon. Đây, tăng cái này để tăng cái gì à? Như vàng ấy. Đấy, tăng tốc độ di chuyển nữa. Ok. Ồ, coi như các bạn bất tử luôn các bạn. Bất cờ mà nó tử rồi. Nào, Linh đến đây. Ôi, đông. Giết. Cao vào mặt nó. Sao nó đông này. Ui, phê vãi các bạn ơi.